Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia chương trình testnet đến từ dự án Cell được chạy trên nền tảng của Polygon Matic nha các bạn. Trước kia mình đã hướng dẫn các bạn testnet trên nền tảng của ETH các bạn. Thì khi tham gia chương trình testnet này thì các bạn sẽ nhận được mã thông báo, nhận được NFT bot nè các bạn, là một cái NFT độc quyền của nó các bạn, của dự án này các bạn. Khá là trị giá luôn nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần có một cái địa chỉ với MetaMask các bạn, sau đó thì các bạn tích hợp mạng Polygon Matic vào mà, thì các bạn có thể dùng Chainlist này bạn, hoặc các bạn có thể tích hợp tự động các bạn, cũng tích hợp cũng tương tự như là với MetaMask thôi các bạn. Thì các bạn gõ từ Matic này. Rồi Matic testnet thì các bạn connect nha các bạn. Rồi sau khi các bạn có địa chỉ sau khi các bạn tích hợp mạng Matic testnet xong thì các bạn copy cái link này nha các bạn. Sau đó thì các bạn yêu cầu phí gas của Matic nha các bạn. Thì các bạn nhấp vào cái link forget này để mình yêu cầu phí gas nha các bạn. Mình đi forget. Rồi các bạn duy trì dán cái con token, cái địa chỉ mình vào đây, các bạn bấm vào submit nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào config nè. Ok, vì mình đã claim rồi nên claim không được nữa các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn copy cái link testnet này, mình đi testnet nha các bạn. Rồi thì các bạn dán vào cái trình duyệt này nè các bạn. Thì nó testnet này nó cũng tương tự như testnet của mạng Ethereum thôi các bạn, ETH các bạn. Sau đó thì các bạn nhấp vào ba anh cùng nè, các bạn connect nha các bạn. Mình nhập khẩu mình vào. Rồi các bạn connect nha các bạn. Sau khi các bạn connect xong thì các bạn vào forecast tiếp tục nha bạn. Các bạn bấm vào send testnet nè. Các bạn yêu cầu con tốc cần sell nha bạn. Ok, mình đã forecast rồi các bạn nên mình không thể forecast được nữa bạn. Thì sau khi các bạn forecast xong thì các bạn copy con sắt, mình có để phần link mô tả với video nha bạn. Các bạn add vào địa chỉ MetaMask của các bạn nha bạn để mình làm phi ga các bạn. Rồi các bạn add vào nha bạn, các bạn thêm token, có token sell này vào nè. Rồi sau đó thì mình đi testnet các bạn. Rồi. Rồi các bạn bấm trở lại đi các bạn. Rồi các bạn bấm vào một. Rồi, lâu quá lâu mình cũng quên dự án này ta. Testnet for cao sen. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào send testnet sell nè. Ủa, cái này đi forecast mà. Sao một hôm rồi các bạn bấm vào một sell nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào data nha các bạn. Rồi các bạn bấm ta nè. Rồi các bạn bấm net nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền dòng đầu tiên, thì các bạn điền địa chỉ với Polygon Matic testnet của mình nha các bạn. Quên hoài ta. Rồi các bạn copy địa chỉ này nè các bạn. Các bạn qua cái link sell rồi nè. Đầu người ta nét nè. Rồi các bạn dán cái địa chỉ mình vào đây các bạn. Name thì các bạn điền NFT nha các bạn. Symbol các bạn cũng điền NFT giúp mình luôn đi. Rồi các bạn bấm nét nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào config nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào config cái nữa nè các bạn. Rồi các bạn vào MetaMask các bạn xác nhận nha các bạn. Mình sẽ tốn có khoảng 5 sell ạ. Rồi chờ nó xác nhận blockchain chút xíu các bạn. Các bạn vào xác nhận cái nữa các bạn. Ký nha. Rồi, nãy là chỉ smart con chắc thôi các bạn. Rồi, sau đó thì các bạn bấm vào này tiếp tục nha các bạn. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn cũng mình đã tốn 5 sell ta. Rồi các bạn cũng điền địa chỉ với Polygon Matic của mình, địa chỉ gì nãy nha các bạn. Ở đây lấy đi này cho mau các bạn ơi. Các bạn dán vào đây nè. Name thì các bạn cũng điền NFT nha các bạn. Các bạn cứ điền NFT hết đi. Đừng có điền cái gì hết. Rồi các bạn tải lên một cái bức ảnh dưới 2 MB nha các bạn. Thì cái bức ảnh các bạn
có thể lên Google hay là gì đó các bạn mượn đâu về một cái ảnh có MT nha các bạn. Rồi các bạn dùng mà bằng trình duyệt gì đó các bạn giải nén cho bức ảnh các bạn nhỏ lại nha các bạn. Đây nè, vô file này nè. Đâu ta, không được ta. Rồi, các bạn tải lên một bức ảnh cái nữa nha các bạn, cũng nó nữa nè. Sao trước mặt sau cái nữa kìa. Ok, đã hiện rồi. Rồi các bạn bấm vào Updo cái nữa nha các bạn. Rồi các bạn vào đây các bạn xác nhận cái nữa nè các bạn. Rồi các bạn bấm nè bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Exit cái nữa coi. Vào ký cái nữa các bạn. Ok. Sell. Rồi các bạn xác nhận nữa các bạn. Tới 3 lần nữa các bạn ơi. Một lần thì rồi. Để chữ sun supply này full này là thành công nha các bạn. Thành công. Sau khi thành công xong thì các bạn bấm vào một tiếp theo là bạn không mua tin. Rồi tiếp tục thì các bạn cũng điền địa chỉ với Polygon Mantis Testnet của các bạn vào nha bạn. Các bạn copy nè. Rồi các bạn dán vào đây nha bạn. Content này thì các bạn cũng điền là MFT giúp mình nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào Conmini. Ủa sao không được ta? Dán lại coi. Hay là mất mạng ta? MFT. Không biết lỗi gì nè. Ok, cover. Chromulin lại. Rồi cái phần này lỗi thì các bạn chụp màn hình lại nha bạn. Để sau này mình khai báo cho nó các bạn. Rồi các bạn qua Switch Mini nè. Các bạn cũng dán cái địa chỉ của mình vào nha bạn. Rồi các bạn bấm vào Switch Mini nè. Cũng lỗi luôn, kỹ ta. Vào phần chi dán thôi các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nè các bạn. Chắc là mình chưa có net, ta có net chí chưa. Ok, đã có net rồi mà. Mình sao nó lỗi với ta. Tên thực thi biểu tượng của mình. Ba các bạn chờ chút xíu nha các bạn. ID NFT nè. Không xác nhận việc luôn. Cái phần này không được thì bạn bỏ qua nha các bạn. Remote name nè. Nem coi symbol vậy. Càng ID. Balenci order. Rồi vì phần bản này trong chương trình testnet nó bị lỗi các bạn nên không thể nào mà làm được những phần này nha các bạn. Commonin bị lỗi, over là lỗi. Rồi thì những cái này để được nữa các bạn khai báo các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn vào đây nè các bạn. Các bạn vào join kênh group nè các bạn. Các bạn join kênh group, kênh seller, Twitter các bạn follow và Twitter luôn nha các bạn. Những này thì các bạn tự làm đi các bạn. Để mất thời gian các bạn thêm. Rồi tiếp tục thì các bạn join vào Discord nè. Rồi trên Discord thì các bạn chấp nhận lời mời nha bạn. Thì mọi thông tin gì các bạn không hiểu thì các bạn có thể vào kênh group nó hoặc là vào kênh Discord này các bạn hỏi nha các bạn. Rồi trên Discord của nó thì các bạn đăng ký nha các bạn. Trời ơi sao mà nó khó như ta. Cái gì mà có cước nữa các bạn bấm bỏ các bạn. Trời. Bấm bỏ thì nó không ấy. Cái này cái gì không biết luôn. Đăng ký mẹ đi. Chọn luôn. Thanh toán có cước thẻ tín dụng trở lại đi. Bỏ rồi. Tờ cái dự án sale này kỹ tờ.
thôi, cái đó là hiện quảng cáo thôi, các bạn bấm bỏ nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn vào đây các bạn chat câu hay là các bạn gỡ bức ảnh gì lên các bạn. Cũng tương tự như như băng này nè. Mọi thông tin gì các bạn không hiểu các bạn cứ gỡ vô đây nha, hỏi vô đây hỏi nha các bạn. Rồi gút góp nè. Chat câu đi. Rồi sau đó thì tiếp tục các bạn copy cái link form này các bạn, nó tới hai link form nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây. Các bạn khai báo thông tin của mình nha các bạn. Rồi khi vào cái link form thì các bạn dán username Discord mình ở trang bức ảnh avatar của mình nha các bạn dán vào đi. Rồi tiếp tục thì dòng đầu tiên các bạn điền username tại Twitter của các bạn vào đó. Như cái này thì quá đơn giản này. Rồi tiếp tục thì các bạn điền username Telegram các bạn đã chọn xào hay góp nè. Vào ba gạch cùng vào setting nè. Copy username nó nè. Rồi các bạn dán vô đây nha các bạn. Transition Facebook. Rồi nha các bạn, thì các bạn quay lại bức ảnh sale hồi nãy các bạn chụp màn hình lại gửi cho nó nè các bạn. Sale Mumbai đâu rồi ta? Rồi, các bạn chụp màn hình lại nè các bạn. Các bạn chụp màn hình lỗi là gì cũng được chứ. Khoan các bạn, để mình chụp lại cho nó server các bạn. Rồi. Các bạn gửi lên cho nó nha các bạn. Chọn thử thiết bị nha. Start nè. Rồi bạn tải lên nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gỡ cái link liên kết tờ Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Ê, cái link các bạn theo dõi tờ Twitter và tờ Twitter lại. Các bạn nhấp vào Meta, nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn gỡ lên cái tờ Twitter hồi nãy nè. Các bạn chia sẻ nè. Các bạn sao chép liên kết nè. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ với EC20 trên giấy trúc wallet của tất cả các bạn nha các bạn. Nó cũng cùng chung với địa chỉ ấy các bạn thôi các bạn. Sau này nó trả MFT về mạng Polygon Matrix cho các bạn nha các bạn. Rồi đề xuất phản hồi thì các bạn cứ muốn ghi vui lòng bằng trình thử nghiệm các đề xuất tối ưu của quá thì nền tảng mã thấp. Thì mình đề xuất như vậy nè các bạn, thì các bạn cứ tương tự như mình hoặc là các bạn đề xuất sao các bạn, trong khi các bạn làm thì các bạn bị lỗi gì các bạn đề xuất nha các bạn. Thì các bạn mở trình duyệt Google dịch cụm ra nè các bạn. Các bạn ghi vô tiếng Việt và tiếng Anh nha các bạn. Bây giờ mình xin chào đi các bạn. Xin chào sale. CEOG. Tôi gắt. Phấn khởi đi. Các bạn dùng văn qua của tất cả các bạn ghi các bạn. Mình thì cũng không biết sao luôn, tôi rất phấn khích. Nền tảng SEO. Ra mắt. Cho cộng đồng. Tạo NFT. Đây suy nghĩ cái nữa các bạn. Mang đến cảnh quan đẹp. Cho người dùng. Nhận quà tay láng quá. Rồi các bạn ghi tiếp các bạn, cái này là quan trọng nè các bạn. Các bạn ghi là trong khi tôi tạo NFT còn rất nhiều lỗi. Khó khăn. Rất nhiều lỗi khó khăn. Trong khi khắc phục lỗi chi vấn. Thì các bạn thấy trong khi các bạn tạo, các bạn thấy cái vấn đề nào nó bị lỗi gì các bạn, hay là các bạn thắc mắc gì các bạn cứ điện đại vào nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nè. Rồi các bạn chọn tiếng Anh chứ. Để dịch qua tiếng Việt cái. Rồi các bạn bấm gửi nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn
chưa xong đâu các bạn ơi, còn phong nữa. Rồi tiếp tục các bạn copy cái link thứ hai của mình nha các bạn, mình chọn ra cho các bạn luôn đi. Ui trời, các bạn dán vô đây nè, thì các bạn cũng tiếp tục khai báo tiếp tục nha các bạn. Rồi vậy các bạn ơi, nó có link phong các bạn ơi. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.